Hello, xin mến chào tất cả các bác nhé. Ngày nay thì em cũng test và set up cho một bác khách. Anh này thì anh ở Đắk Lắk, anh Tâm nhé. Anh Tâm này anh ở Đắk Lắk anh em nhé. Anh này thì cũng mua một con đẩy MA1300 của bên em rồi. Anh em nhé, 1300 của bên em đây. Anh đã nhận hàng và ngày nay thì anh muốn mua thêm một bàn mixer, đó là bàn L10 anh em nhé, một bàn L10. Với cái bàn này thì cái chất âm của nó rất là hay, anh em thể nghe qua. Với cái bàn L10 này thì anh em có hai cái effect anh em nhé, một reverb và một echo anh em có thể cài đặt. Đấy, ở đây thì em máy quay thì quay gần đây, em đang cài hai chế độ này cho anh em cùng xem đây. Đó, đây là em đang nói trên chế độ reverb anh em nhé. Đó, và bây giờ em sẽ đẩy delay lên, echo lên. Đây là vừa delay vừa reverb anh em nhé. 1 2 5 6 7 8 9. Tiếng rất hay đúng không? Ngoài cái sử dụng cái bàn mixer L10 này ra thì anh có muốn mua thêm một cái con cốt, đó là con cốt 223XL anh em nhé. Ở đây cái con 223XL thì cái con này thì rất là dễ chỉnh. Anh về anh cứ nhìn như này cho em. Nhìn các nút như này anh em nhé. Các nút như này thì anh em có thể là căn chỉnh được. Đúng không? Ở đây thì đây là cắt tần số anh em nhé. Cắt tần số thì em để gần 140. Loud output tức là cổng ra của sub. Đúng không? Cổng ra của sub. Còn hai output là cổng ra của full. Bên này thì cũng tương tự anh em nhé. Anh em chỉnh giống nhau. Và máy quay có thể quay ra đằng sau cho anh xem. Hai đường này là em cắm từ mixer xuống anh em nhé. Hai đường này là em cắm từ mixer xuống. Và một đường hai, hai đường hai này thì em cắm xuống đường đánh full anh em nhé, đường đánh full. Còn đường lao này thì em cắm xuống đường đánh sub, tức là kênh thứ C này em đánh sub, còn kênh 1 2 2 là em đánh full. Đó anh em nhé, con này thì vừa chia full vừa đánh sub anh em nhé. Đó thì ok, với cái con này thì tiếng của nó rất là hay. Em phân chia tần số qua con 223XL anh em nhé. Thì hiện tại thì em cũng nói trực tiếp trên cái bàn L10 em nhé. Với cái bàn này giá chỉ có là 7 triệu anh em nhé, 7 triệu. Và con cốt 223XL giá hiện tại đang là 1,4 triệu anh em nhé. Đó thì với cái combo này nó rất là hay, dễ chỉnh anh em nhé. Đó, và mic đây, và cái mic ở đây em sử dụng như anh em có thể nhìn thấy, đó là mic U105. Mic này thì là mic không dây anh em nhé. Nó sử dụng đầu thu rất là bé, receiver rất là bé, nhưng mà bắt sóng rất là tốt anh em nhé. Đang nói cái chất âm của nó rất là hay, anh em đang nghe qua trực tiếp trên cái chất âm. Và với cái con mixer này thì ngoài cái effect hay, hai đường effect thì anh em cũng có hai đường AUX luôn anh em nhé. Hai đường AUX có EQ laser, có EQ. EQ này anh em có thể chỉnh bass, chỉnh chép rất là dễ. Thì tất cả em đã cài sẵn trên con mixer này rồi. Đó, con mixer này thì đây đang nói tiếng vợt. Anh em nghe tiếng vợt nó rất là hay đúng không? 1, 2, 6, 7, 8, 9 đi. Rất là hay đúng không? Đây là tiếng delay này. 6, 7, 8, 9 1, 2, 5, 6, 7, 7, 8, 9 1, 2, 5, 6, 7, 7, 8, 9 1, 2, 2 tiếng rất êm đúng không? 6, 7, 8, 9 đây là vừa delay và reverb anh em nhé, để anh em nghe cái chất âm đúng không? Nghe rất là dễ và em sẽ hát thử luôn để anh em nghe cái chất âm 6 7 3 9. Cái chất âm rất là ok luôn anh em nhé. 6 7 7. Em hát yếu lên cho một chút delay nhiều hơn anh em nhé. 6 6. Làm sao em cứ phải yêu mãi rồi là biết sai. Ngày càng đi em vui hay buồn anh thâu.
một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là em nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng nặng đau đau anh ta. Một một phiên làm chỉ dốt dốt cha. Sáng cũng buồn đôi em đau đeo về lại nhà. Xa em không nhìn về tương lai. Hình hai là một cánh hoa dài. Số xanh sao đơn với những đoá hoa hồng đã tươi. Người còn cả ngàn cha chẳng cần yêu xa. Nụ cười đẹp nhất những ý chiều tà. Thích thơ bên anh đưa vào vai khi nhìn hoa hồ. Nhưng hôm nay bên người em yêu người một bề đằng sau những nụ cười. Chất âm của cái bàn này nó rất là hay đúng không ạ? Nói trực tiếp trên tiếng vật. Báo giá lại nhé, cái bàn này thì đang dưới giá là 7 triệu anh em nhé. 7 triệu với con cốt 23XL chia full cắt xúc thì với giá là 1.4 triệu anh em nhé. Còn nơi với cái bộ mic rất là nhỏ gọn ở đây, đó là bộ mic 105, giá hiện tại đang là 1.2 triệu anh em nhé. 1.2 triệu. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video anh em nhé. Chào tất cả anh em. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký. Đăng ký kênh và ấn chuông. Chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.